X51 Story mến chào quý thính giả. Ngày nay, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường kể cho con cháu nghe về người anh hùng dân tộc Lê Trang Lâng, một thủ lĩnh tài giỏi của phong trào chống Pháp năm xưa như kể về những thiên anh hùng ca bất hủ của dân tộc mình. Thân thế và sự nghiệp của anh hùng Lê Trang Lâng là một bộ phận trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam trước khi có Đảng, là sự nối kết giữa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với cuộc giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp trên cả nước và khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Lê Trang Lâng tên thật là Lâng, sinh năm 1870 tại làng Bu Ba, dưới chân núi Rôn, thuộc khu vực suối Đắc Nha phía tây bắc cao nguyên Mơ Nông. Lớn lên ông cư trú và là tổ trưởng của làng Bu Nơ Trang, nay thuộc địa bàn xã Đắc Rơ Tý, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau khi hoàn thành việc đặt ách đô hộ lên Việt Nam, năm 1890 những đoàn quân của thực dân Pháp kéo lên Tây Nguyên nhằm hoàn thành ý đồ xâm lược của chúng. Đầu năm 1905, toàn quyền Đông Dương chuẩn y kế hoạch lấy khu vực người Mơ Nông, xuyên tại cao nguyên Đồng Cỏ, tức cao nguyên Mơ Nông, khu vực Đắk Nông ngày nay, trên bán đảo Đông Dương là một tỉnh mới, tỉnh Tây Kỳ tự trị. Cử Henri Major tham tán bậc ba của chính phủ Pháp làm đại lý hành chính trên cao nguyên này. Bước vào những năm cuối thập kỷ 1910, khi tiếng súng của phong trào Cần Vương đã không còn, hầu hết các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã lần lượt thất bại. Mùa khô năm 1910 và 1911, theo lệnh của Henri Major, quân Pháp từ đồn Beau-Pau-Sara tiến về đánh các làng Bất Phục Tùng. Nhiều tù trưởng nhanh chóng đầu hàng, nhưng Lê Trang Lâng không chịu khuất phục sự thống trị bạo tàn của thực dân Pháp, ông đã kêu gọi lãnh đạo các bộ tộc Mơ Nông, Stiêm cũng như người dân trong vùng nổi dậy chống lại giặc Pháp. Lê Trang Lâng cùng các thủ lĩnh tiến hành xây dựng căn cứ địa kháng chiến tại thung lũng rừng Già Bu xiết giáp danh với Bu Nơ Rung ở thượng nguồn suối Búp Xô thuộc núi Nâm Nung. Đây là cơ quan đầu não của nghĩa quân, với lực lượng từ 150 đến 170 tay súng thoát ly buôn làng. Phần lớn nghĩa quân là người Mơ Nông Bia và Mơ Nông Nông do Lê Trang Lâng trực tiếp chỉ huy. Họ xây dựng lán trại, kho lương, nhà chứa vũ khí, đào hầm, cắm trông gài bẫy xung quanh căn cứ. Bên cạnh căn cứ là những nương rẫy trồng lúa, bắp, khoai của nghĩa quân. Sau 3 năm xây dựng lực lượng, từ năm 1909 đến năm 1912, Lê Trang Lâng đã phát động một phong trào khởi nghĩa rộng lớn, có tổ chức chặt chẽ trên khắp cao nguyên Mơ Nông. Giai đoạn năm 1912 đến năm 1915, đầu năm 1912 khi thời cơ đã chín muồi, Lê Trang Lâng quyết định mở cuộc tấn công đồn Pusara sở chỉ huy của Pháp giành thắng lợi. Chiến thắng Pusara như một luồng gió mạnh thổi lên khắp cao nguyên Mơ Nông, mở đầu một phong trào vũ trang nổi dậy chống Pháp mạnh mẽ. Tiếp sau đó, dưới sự lãnh đạo của nghĩa quân Lê Trang Lâng đã chống cản thắng lợi vào mùa khô năm 1912 đến năm 1913. Nghĩa quân Lê Trang Lâng liên tục tấn công, giành lại quyền làm chủ Tây Nguyên. Có thể thấy, trên cao nguyên Mơ Nông, phong trào khởi nghĩa do Lê Trang Lâng lãnh đạo đang bước những bước tiến mới, chuẩn bị thế và lực liên tiếp mở những trận tấn công tiêu diệt địch, giành lại quyền làm chủ Tây Nguyên. Điển hình như trận liên hoàn Bu No Bumera Bu Bông, trận Bu Tiên. Với thắng lợi ở trận Bu Tiên, đã góp phần khẳng định ý chí, khả năng chiến đấu tiêu diệt địch, đồng thời bẻ gãy ý chí xâm lược của thực dân Pháp trong một thời gian dài. Giai đoạn năm 1916 đến năm 1927, chiến đấu bảo vệ và phát triển thắng lợi, mở rộng địa bàn khởi nghĩa, khẳng định tấm gương chiến đấu và các chiến công oanh liệt của Lê Trang Lâng đã động viên và cổ vũ đồng bào Mơ Nông và Sơ Tiêng tiến hành một cuộc chiến đấu anh dũng, giữ vững được phần lớn nhất đất đai, bảo vệ tự do trên quê hương, góp phần cổ vũ sức chiến đấu chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc nhiều vùng trên Tây Nguyên, Nam Kỳ. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa Lê Trang Lâng, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trên vùng cao nguyên Nam Đông Dương đã lan rộng ra nhiều khu vực, đặc biệt nổi lên là phong trào chống Pháp của người Sơ Tiêng ở Bà Giá ở Đại Lý Phú Diềng. Giai đoạn năm 1928 đến năm 1936, đấu tranh quyết liệt chống lại những thủ đoạn tàn bạo, nham hiểm của kẻ thù. Trước sức ép của việc khai thác đồn điền và xây dựng căn cứ quân sự chiến lược Tây Nguyên của Pháp đã rất cấp bách, mặt khác, chúng còn phải đối phó với sự nổi dậy đấu tranh mãnh liệt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Theo đó, thực dân Pháp tăng cường lực lượng, thống nhất chỉ huy ba xứ, liên tục vây quét khu vực đầu não của phong trào kháng chiến. Đây cũng là thời kỳ Lê Trang Lâng và các bạn chiến đấu của ông liên tục tiến công địch, quyết tâm bằng mọi giá đánh đuổi Pháp một lần nữa ra khỏi cao nguyên. Sau trận Lê Trang Lâng đánh đồn Ga Ti ngày 29 tháng 4 năm 1935, thực dân Pháp thấy gió bị uy hiếp mạnh, nên từ đầu tháng 5 năm 1935 trở đi, chúng tung quân ra sức truy lùng nghĩa quân, bất chấp các cơn mưa đầu mùa xối xả, núi cao, rừng sâu. Trong hoàn cảnh đó, Lê Trang Lâng tạm lánh về quê cũ, ẩn náu trong một vùng rừng gần Bu Pa. Cũng tại đây, diễn ra trận chiến đấu cuối cùng, bất ngờ và không cân sức, ông bị Pháp bắn trọng thương và mất sáng ngày 23 tháng 5 năm 1935. Ông ngã xuống trong tay vẫn còn cầm khẩu súng theo ông chiến đấu đã hơn 20 năm, và lúc này vẫn còn nóng bỏng những viên đạn cuối cùng mà người anh hùng chống Pháp bắn vào đầu giặc. Lê Trang Lâng hy sinh, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trên cao nguyên Mơ Nông lắng xuống, đi vào thoái trào nhưng ảnh hưởng của phong trào đã không ngừng vươn cao, vươn xa. Chỉ sau đó không lâu, phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc Đắk Nông nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Nam Bộ nói chung lại bùng lên và lan rộng hơn trước. Có thể khẳng định, khởi nghĩa Lê Trang Lâng là cuộc khởi nghĩa vũ trang điển hình của dân tộc Việt Nam thời cận đại. Trong 24 năm tồn tại, năm 1912 đến năm 1936, cuộc khởi nghĩa đã trải qua 3 giai đoạn cơ bản.
Giai đoạn đầu từ năm 1912 đến năm 1915 với những đòn tiến công giành thắng lợi vang dội gây thanh thế lớn cho nghĩa quân. Giai đoạn 2 từ năm 1916 đến năm 1927 là giai đoạn lớn nhất của cuộc khởi nghĩa. Giai đoạn 3 từ năm 1928 đến năm 1936 là giai đoạn tiếp tục các cuộc chiến đấu quyết liệt chống các cuộc hành quân càn quét trên quy mô lớn của quân Pháp. Có thể thấy, dù được chia ra các giai đoạn đấu tranh khác nhau nhưng nhìn chung, đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang nhân dân, lấy yếu chống mạnh, dựa vào địa hình rừng núi và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, có mở đầu và kết thúc, có chiến tranh và đình chiến, có các chiến dịch quân sự tiến công, có lúc ở thế chủ động, có lúc là phòng ngự, giằng co, có công cuộc xây dựng, bảo vệ căn cứ, hậu phương. Trong đấu tranh, nghĩa quân đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, trong đó có những tên thực dân sừng sỏ như Henri Major, Trafford, Gatil, Magan. Hàng ngàn súng ống, đạn dược và nhiều kho tàng phục vụ chiến tranh của địch bị tịch thu hay phá hủy. Khởi nghĩa Nơ Trang Lâng là cuộc khởi nghĩa có quy mô cộng đồng dân tộc rộng lớn, ban đầu là ở Đắk Song, Đắk Min, sau đó lan rộng ra cả vùng cao nguyên Đắk Lắk, thu hút đông đảo các dân tộc tham gia đấu tranh, kể cả nhân dân Campuchia. Đây không phải là cuộc khởi nghĩa mang tính địa phương cục bộ để thể hiện sự cát cứ của một tù trưởng, bảo vệ cuộc sống của bộ lạc, tộc người mà mang tính cộng đồng nhiều dân tộc. Trên thực tế, cuộc khởi nghĩa này vượt qua tư tưởng công xã nhỏ lẻ, ý thức hệ tộc người mà có sự phát triển cao về chất, có tính cộng đồng quốc gia dân tộc. Khởi nghĩa Nơ Trang Lâng là minh chứng cho lòng dũng cảm, tinh thần đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, đất nước, là một trang sử chói lọi lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết đấu tranh giành độc lập của các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Mặc dù tất cả các cuộc khởi nghĩa đó cuối cùng đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại bởi thiếu đường lối chính trị, thiếu phương hướng lãnh đạo đúng đắn, lực lượng nhỏ yếu và phân tán, chưa phối hợp với phong trào đấu tranh chung của cả nước nên bị cô lập và từng bước bị thực dân Pháp đàn áp. Nhưng, xét đến cùng, tinh thần chung của các phong trào là cách mạng, yêu nước, kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Để rồi, khi cuộc khởi nghĩa Nơ Trang Lâng kết thúc, núi rừng Tây Nguyên lại ào ào sôi động với các phong trào đấu tranh, rồi từ từ chuyển mình theo con đường đấu tranh cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Điều đó cho thấy, trong quá trình xâm lược, người Pháp chưa bao giờ bình định được hoàn toàn khu vực Tây Nguyên cũng như dập tắt được sức sống mãnh liệt, tinh thần đấu tranh cho độc lập, tự do của đồng bào các dân tộc nơi đây. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.